Đức Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị có khỏe không quý vị? Đây, Covid này khó khăn quá quý vị. Hôm nay mình nói chung cũng không được khỏe, nhưng mà cũng cố gắng sắp xếp đi ra giao một số gạo, thực phẩm, mì này kia đó cho một số hoàn cảnh gần ở đây thôi quý vị. Đi xa không được rồi. Các tuyến đường về xã đều được bị phong tỏa hết tất cả. Và hiện tại thì có 6 đội tuần tra đi tuần tra kiểm tra vi phạm chỉ thị 16 để xử phạt rất là nghiêm khắc. Thì cũng như có chia sẻ với quý vị, mấy ngày trước mình có đi trao quà cho một hoàn cảnh ở trong kinh Hâm Lâm, thì khi đi về đã bị bắt một lần. Nhưng mà vì cũng còn nhiều cái hoàn cảnh khổ quá, mình sợ người ta không có gạo ăn quá gì, cho nên là hôm nay cố tình cố gắng. Nó cũng sự thật là hơi cố gắng, tại vì nếu mình đi như vậy thì mình sẽ bị vi phạm quý vị. Bị vi phạm thì nói về góc độ của người công dân thì thật sự cũng không hay ho gì, chứ rất là khó coi. Mà nếu không làm thì sợ người ta khổ không có gạo ăn quý vị. Cho nên thôi nay cố gắng sắp xếp đi mấy cái hoàn cảnh gần đây ha, mấy hoàn cảnh nào mà có thể cái khả năng bị bắt thấp nhất. Hy vọng là bữa nay mình đi sẽ không bị bắt nữa. Chứ gặp mấy anh hoài thì cũng khó coi quá. Ví dụ như mà bị bắt mà có quay phim lên đài truyền hình thì chắc có lẽ rất là kỳ, rất là khó coi hả quý vị. Cho nên là hiện tại tình hình rất là căng thẳng, rất là khó khăn ở trong cái khu vực tháp 10 để đi làm thiện nguyện quý vị, rất là khó. Nhưng mà thôi cũng cố gắng, bữa nay hy vọng là mọi chuyện được suôn sẻ ha. Đây, kính chào quý vị, bắt đầu hành trình nhé. Mình đến cái điểm đầu tiên là cái chỗ chú Cường quý vị. Nãy giờ kêu chú quá chả không thấy chú ở nhà. Hỏi thăm mấy người ở dòng đây thì người ta nói chú đi câu rồi quý vị, câu kiếm cá ăn này. Hôm đó mình có ăn, trao cho chú 20 kg gạo mà hơn 20 ngày chắc có lẽ cũng hết rồi, cho nên hôm nay mình trở lại mà chú đi mất tiêu rồi. Để xem lát trở lại có không nha quý vị. Giờ mình đi chỗ khác đây cho chị. Mà chị thấy bà lão bán rau đây đó có nhà không ạ? Bỏ ra xong bà ở lại. Ủa ở đâu chị? Ở bên nhà có gì chính chị em người bán. Vậy hả? Rồi sao hôm nay ba đâu có ngủ đây đâu, ba ở bánh. Sao hôm nay ba không ở đây nữa vậy? Ba mấy bữa hổm thì ở nhà em, ba ở đây. Rồi bên nay hổm dài qua bên nhà em, ba xong khung cơ cũ bánh. Vậy hả? Bánh có nhà hen. Dạ dạ rồi, cảm ơn. Nên hiện tại thì hỏi thăm thì là bà lão trong mùa dịch này đi nhờ người thân ở của gì ở đây, là hoàn cảnh thứ hai mình đến cũng không trao được luôn rồi mà tản cư rồi quý vị. Cái ngày đi trao mà tới chỗ mà còn không có trao được vậy quý vị thấy không. Rồi để mình đi tiếp tục đi coi. Nãy giờ mình đi cũng khá nhiều con đường rồi quý vị, thì hầu như con đường nào cũng như thế này nè. Nếu mà không gào trắng chắc chắn như thế này thì đều có cái trạm kiểm dịch, cái trạm kiểm soát có người trực luôn. Thì nãy giờ con đường nào cũng vậy hết. Bây giờ vô phương rồi quý vị ơi, nói tình hình gì sao đi đây. Mình đi những cái hoàn cảnh ở trong khu vực gần nhất của mình thì không gặp được người, đi xa hơn chút xíu thì vậy. Nếu mà đi chịch ra chút xíu các con đường khác thôi, chưa tới xã khác nữa đó. Cái này thì qua bên địa phận xã Mỹ An nè. Còn khi nãy ở ngoài đầu khu dân cư nhà mình thì cũng ngăn một chốt luôn rồi, ngăn chốt đầu dưới, còn chốt đầu trên không biết chừng nào ngăn luôn, là bó tay luôn đó. Nói tình hình gì thì chắc mình phải trở về để trở lại mấy cái chỗ của chú Cường coi ông có về chưa. Chứ vậy là vô phương rồi, bích đường rồi. Nãy giờ đi mấy con đường đều bị có chỗ chạm kiểm soát và được kiểu rào trắng như thế này hết. Nãy giờ mình không có ghi hình cho quý vị xem. Lại cũng thấy chỗ này gào thì đi đường khác, cho nên là bây giờ không vô phương rồi. Mình định xuống cái hoàn cảnh của bà cụ mù bán vé số quý vị, mà bây giờ không đi được rồi. Đây là con đường xuống bà cụ mù bán vé số mà bà cụ ở trong giữa đồng đó quý vị. Bây giờ không đi được, phải trở về. Mình lại trở lại cái chỗ của chú Cường đó quý vị. Nãy giờ công an gặp công an chạy từng trao quá xá, mà cũng gặp hơi xa xa, mới chạy ngang có bị hốt hay không, không có dám chạy lại gần. Chạy lại chú Cường cái nữa coi chú về chưa. Chú Cường ơi, chưa về luôn quá. Về chưa chú Cường? Dạ. Không biết chừng nào, thường thường đi câu vậy, chắc nào mới về hả chị? Dạ dạ. Dữ vậy hả? Dạ dạ dạ, rồi cảm ơn chị.
Rồi, đành phải về luôn quý vị ơi. Cái ghé nhờ con Út cái nữa là xong rồi đó. Có lẽ là chỉ giúp được con Út chứ chúng ta thôi quý vị. Vô phương rồi đó ha. Tất cả các cái đường đều phong tỏa hết rồi, không có đi đâu được hết. Ai, cuối cùng cũng phải trở về nhà con Út quý vị ha. Tại vì nhà con Út thì hôm nay ai thôi cậu. Chị Hai xin đó, chị Hai xin gửi cho cậu túi gạo 10 kg. Dạ, con để trên đây. Con đi phát gạo nãy giờ mà đi vòng vòng không có đi được đâu chứ. Chốt hết trơn luôn rồi. Căng chốt hết, không còn đi đâu được hết. Đi mấy hoàn cảnh gần đây nhất mà cũng ta không có tìm được người ta cũng đi đâu mất tiêu. Chứ lại anh bé Hai á, anh bé Hai gửi cho cậu 200 ngàn, con để đây nha. Bé Hai điện chốt Nga rồi kêu ấn dùng ảnh 200 ngàn để gửi cho cậu chi tiêu mấy ngày mùa dịch. Anh bé Hai á cậu. Dạ. Sáng cậu ăn gì chưa? Ăn sáng rồi, cơm. Cơm hả? Cậu ăn còn không? Còn. Hôm nay cậu khỏe không? Nay cũng đỡ. Dạ ha. Đã cho biết này nó lấy không? Có. Dạ. Bên ngoài hảo có gì á? Cho anh nãy có không? Có. Hồi nãy bên chùa hảo có chạy ngang cho nữa hả cậu? Có. Dạ. Cho mà rau cải ha. Bí ha. Dạ. Không biết lá chất gì đặng nấu lên cho cho nó ăn đồ ăn luôn cho cậu luôn à, thì cậu cứ để đó cậu ăn gì cậu nấu đi rồi tới cái nhiều không cậu? Út ít cơ ăn lắm. Ít cơ ăn hả? Ừ. Bún làm một cái thì ngủ rồi nó phi. Không có, nó xách về nấu rồi bưng xuống cái này sạch con như con nấu giùm cậu hen. Đâu đâu, cậu nhà cậu lấy đi. Nấu hơi nữa cho nó, khi nào có canh đường lấy đem xuống cái tội nghiệp ở đây ta sạch giùm nó cậu. Cái bí đỏ hả? Ừ. Dạ. Rồi cậu cậu ngồi đi. Lấy sách này về nấu cho cậu hen. Ừ. Vậy cái này chắc bữa nay còn ra mai mới nấu ha. Có. Dạ. Má trời đi đi phát gạo mà đi không được luôn, đi không có phát được luôn. Rồi hả cậu, cậu nghĩ đi con sách này về. Ừ. Nước chanh. Có chanh này cậu lấy lại ăn uống gì không? Trời ơi, ba trái chanh mà qua nay hôm nay mà mấy bữa còn nguyên à. Thì chanh thì chỉ có nấu canh hoặc là làm nó ăn thì kia mới có sử dụng. Để dưới đất cái đằng chanh nó đựng hư, nó lăn qua lăn lại chứ không hư. Cậu có lấy chanh để uống nước chanh gì không? Không. Không hen. Ừ. Rồi. Dưới đất thì chứ nó lăn qua lăn lại chứ không có hư. Làm cá, làm cá thịt rồi mà. Chừng nào ăn thì đem đi rửa. Chứ mà để trên nó bị thối. Thì dạ. Đất vậy đó. Rồi vậy không về coi. Đi nãy giờ đi vòng 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 cũng không được đi chân luôn. Con đi cho mấy hoàn cảnh nghèo nè mà không có tìm được người. Với lại mấy cái tuyến đường đi về xã thì chốt hết rồi, không đi được. Bà nào khổ? Sát lên, bà nằm trong con mình tôi nuôi dìm đó. Bà đó là bà nào cô? Bà Sáu. Rồi, để con hỏi thăm đi. Rồi, bên đó là ai bà cô? Bà Sáu Địa. Bà Sáu nào? Bà Sáu Địa. Bà Sáu Địa hả? Còn cảnh ba sao? Đã, cũng có mấy đứa con mà con thì nó đi mần hồ, vợ thì cha dâu thì thôi hai vợ chồng thôi nhau rồi hai con hai đứa đi nghiêu ngao vậy đó. Rồi bỏ bà già nhà mình. Rồi hai người con đi đâu? Thì thằng đi mần chỗ này rồi nhỏ kia có trẻ nó thôi chồng nó rồi nó đi rồi. Rồi hiện tại bà ở với ai? Thì ở mình với đứa cháu nội, mà cháu nội ăn chay đi Nam mình trọt rồi khơi khơi chứ nó cũng đâu có làm gì đâu. Chay mày lớn, cháu nội mày lớn rồi cậu? Chay nó cũng mười mấy tuổi à, 14-15 tuổi rồi à. Vậy là ai nuôi bà? Thì nhờ cái chị Bon nãy đó. Chị nãy là ai ở đâu ấy, cậu? Chị Bon ở ngang cửa nè, xếp cửa nè. Là cái chị đó nuôi cho bà đó hả? Chị qua thì nuôi giùm. Nuôi giùm hả? Rồi cái hoàn cảnh nó khổ ha. Thì là đúng khổ ha. Bà cũng ỉa đái nằm giường không à. Bà bị bệnh gì cậu? Bệnh cũng lớn tuổi, chắc điều cũng không lớn tuổi mấy. Dạ. Có bị tai biến không? Hay là bệnh già? Bệnh già. Bệnh già ha.
rồi vậy hoàn cảnh này cũng là đang khổ ha. Rồi vậy tôi qua con trâu phần bảy mấy rồi à. Dạ bảy mấy cũng lớn rồi. Rồi rồi để đi bánh.